Hôm nay mày về đây có này không? Cái này nó phải phải phải. Cái này nó phải phải. Vài lạng cái này. Con gửi đúng không? Đổ ra con lấy đổ. Đổ. Đấy. Đấy. Tàu này là tàu của số hiệu của Quảng Ninh à? Tàu này có cả nhà đấy, giống nhà đấy. Đưa luôn tiền luôn đâu. Không không, giờ này không có tiền. Còn gì đâu không? Không. Đó là chỉ có 4 7 đi. Đi chậm đi Vy ơi. Vinh, đi chậm thôi, đi chậm thôi, ra xe nó đụng cho. Đi chậm thôi. Ngoài này không có mưa không? Hả? Nào nước nào, tránh nó ra. Cắt bà. Này chắc là người ta gửi xe đây, người ta đi ấy thôi. Người ta gửi xe, người ta đi. Người ta đi người không sang chơi thì người ta đi về. Đồn biên phòng Cát Hải nha. Đi, lên xe. Mọi người nói từ từ thôi, lên lên đi, con lên đi. Ôi trời ơi, trên này mát quá.